Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã tổ chức tổng kết và trao giải hộp khỏe phù đổng thành phố Cần Thơ năm 2023. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đến dự. Khởi tranh từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6, hơn 2.720 vận động viên là học sinh 3 cấp, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của 9 quận huyện và 29 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, hoàn thành các nội dung thi đấu ở 8 môn, gồm vô vi nam, taekwondo, karate do, bơi lội, bóng bàn, cờ vua, đẩy gậy và bóng đá. Nhìn chung, chất lượng chuyên môn của các vận động viên ở từng cấp học được nâng lên, chênh lệch về điểm số giữa các địa phương được rút ngắn. Điều này khẳng định phong trào tập luyện thể thao trong học đường từng bước được đầu tư nâng chất theo hướng trọng tâm trọng điểm. Kết thúc, ban tổ chức đã trao gần 500 bộ quy chương cho các cá nhân đạt thứ hạng cao ở từng nội dung thi đấu. Về đơn vị huyện Phong Điền đạt giải nhất toàn đoàn ở khối quận huyện, ở khối trung học phổ thông, giải nhất toàn đoàn thuộc về trường trung học phổ thông Thới Lai,